Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Audio Hải Ngoại. Rất rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục Tâm sự thầm kín vào buổi tối ngày mùng 1 Tết năm mới năm 2021. Lời đầu tiên cho phép Tâm An xin được gửi lời kính chúc. Chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, có thật nhiều tiền tài, có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có những cái hoạt động sôi nổi nhất trong một năm mới. Sẽ luôn luôn tìm thấy niềm vui của mình, giống như là những cái áp lực ở năm cũ sẽ tan biến hết đi. Chúng ta sẽ nhìn về năm mới với những thứ tươi sáng hơn, những điều tích cực hơn. Chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có sức khỏe. Thì có sức khỏe chúng ta sẽ có tất cả. Và đến với chuyên mục tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự về những cái điều xung quanh chúng ta trong những ngày Tết. Và hy vọng rằng những tâm sự này sẽ giúp chúng ta có thể trải nghiệm lòng mình, suy nghĩ về những cái Tết đã qua của chúng ta nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Vợ chồng em chung sống được gần một năm nay, sống chung với nhà chồng. Rõ ràng em phải chịu đựng rất nhiều uất ức, thế nhưng lại không thể nào nói ra. Mới về làm dâu nên em luôn cố gắng dĩ hòa vi quý để gia đình được yên ấm. Đáng lẽ ra em biết điều, chồng em thì lại càng phải biết ý. Đằng này em hết lòng, hết dạ với nhà chồng. Còn ngược lại, chồng em lúc nào cũng tính toán với em từng đồng từng cắc. Cứ mỗi lần em về nhà ngoại chơi, anh lại đứng và bĩu môi mỉa mai em. Thế nào, chuẩn bị được bao nhiêu tiền của nà để mang về bên ấy rồi? Này, anh ăn nói tử tế một chút. Của nà ở đâu ra? Tiền bạc ở đâu ra? Anh làm như nhà anh nhiều của lắm ý. Thế bọc cái lớp lớn lớp nhỏ kia là cái gì đây? Em làm ra tiền, chẳng nhẽ không thể nào biếu bố mẹ em được một vài bộ quần áo mới à? Tất nhiên là được. Tiền của cô muốn làm cái gì thì làm. Cái thái độ đó của chồng khiến cho em cảm thấy rất bực bội. Em chán nản và mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng vợ chồng mới cưới nhau, có chuyện gì cũng nên nhường nhịn nhau một chút. Tết nhất đến hơi rồi, chuyện chi tiêu trong nhà cũng cần được nên cân nhắc kỹ càng hơn. Tiền thưởng Tết năm nay em không có nhiều, kinh tế suy thái, nên em hỏi ý kiến anh về việc biếu bố mẹ tiền tiêu Tết hai bên gia đình. Mình ở với bố mẹ rồi, ăn uống chi tiêu cũng đều là do mình lo hết, nên em định biếu ông bà 10 triệu. Tùy em thôi, em làm thế nào em thấy hợp lý là được. Sau rồi chả biết anh suy nghĩ thế nào, anh lại quay sang hỏi em tiếp. Biếu bố mẹ chồng 10 triệu, thế cô định biếu nhà ngoại cô bao nhiêu tiền? À mà thôi, biếu bao nhiêu tiền cũng là tiền của cô, tôi làm gì có ý kiến. Vẫn là cái kiểu nói chuyện cạnh khóe ấy của anh, em thật sự không ưng một chút nào. Nhưng chẳng buồn cãi nhau, vì tính của anh xưa nay nó vẫn thế. Biếu bố mẹ chồng 10 triệu xong, em thu xếp về bên ngoài. Anh có việc nên không đi cùng em được. Em cũng biếu bố mẹ mình 10 triệu để cho ông bà tiêu Tết. Hơn nữa đợt này bố mẹ em ốm, em muốn cho ông bà ít đồng để bồi bổ. Anh thì cứ tưởng rằng không quan tâm, nhưng mà cái tính chắc lép đó nó ngấm vào tận xương tận tủy của anh rồi. Thế nên anh gọi điện gọi bố mẹ em, nhưng chả có cái tí nào ngại ngùng luôn. Biết em biếu nhà ngoại 10 triệu, anh bực mình nói với em. Tôi thật không ngờ cô lại có cái thói ăn cây táo rào cây sung như vậy. Lấy chồng rồi ở nhà chồng mà lại dám biếu bố mẹ đẻ như bố mẹ chồng. Trời, nhìn vào kìa. Hai vợ chồng em cãi nhau to. Anh ăn nói cho cẩn thận, bố mẹ nào chả là bố mẹ. Tôi biếu bố mẹ mình bằng bố mẹ chồng thì có làm sao, đó là người sinh ra tôi cơ mà. Nhưng mà cô không hiểu à? Cô đi lấy chồng rồi thì người nhà này mới là người nhà của cô. Cô hiểu không? Vậy là ngay trong đêm đó, anh phi xe cả đêm về nhà ngoại, đòi lại 5 triệu sỗ sàng trước mặt vợ mình và bố mẹ vợ. Cô ăn cô ở nhà chồng mà cô còn đòi cho nhà ngoại nhiều tiền hơn à? Bố mẹ, cho con xin lại 5 triệu đi. Vợ chồng con bây giờ Tết nhất đang hết tiền tiêu. Anh làm cái trò gì thế hả? Ai cho phép anh làm như thế?
Chẳng cần ai cho phép, tôi thích thì tôi làm thôi. Cô cứ tưởng rằng lén lút mà qua được mặt tôi à? Thấy bố mẹ em khó xử, em càng uất ức hơn. Trần đời có thấy người con rể nào xông thẳng đến nhà ngoài để mà đòi lại khoản tiền vợ mình đã biếu tết hay không? Càng nghĩ em không thể nào chấp nhận được. Anh nhất định phải lấy được 5 triệu thì anh mới chịu về. Càng nghĩ càng thấy uất ức. Em chán chẳng muốn quay lại nhà chồng nữa. Người chồng như thế này, em chẳng biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Em thương bố mẹ vô cùng. Bây giờ em phải làm gì đây? Chẳng nhẽ em vừa mới cưới được có hơn 1 năm. Nghĩ đến đứa con mới 3 tháng ở trong bụng. Mà em bất lực quá. Mọi người à, em phải làm gì bây giờ? Chả nhẽ tết nhất đến nơi, bây giờ về lại cãi nhau với chồng, lại mang quần áo về nhà bố mẹ. Người ta nhìn vào, người ta lại cười bố mẹ em chết mất. Em không biết phải làm gì bây giờ nữa. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày mùng 1 Tết nhưng mà chúng ta lại nghe một cái tâm sự nó hơi buồn một chút đúng không ạ? Nó lại liên quan đến tài chính, liên quan đến tiền bạc và lại còn liên quan đến hai bên gia đình nội ngoại. Đây là một sự cân nhắc khi mà chúng ta về làm dâu bên nhà chồng. Và trong cái tâm sự này thì theo như Tâm An ấy, Tâm An đọc xong thì Tâm An thấy là chắc có thể là 1 năm rưỡi qua cái cô gái này cũng chịu nhiều uất ức lắm rồi. Nhưng mà bây giờ cái sự uất ức này nó lại càng tăng lên khi mà xuân về, Tết đến. Khi mà mọi người nghĩ rằng là mọi người cứ phân vân là Tết nhất mình nên búi biếu ông bà, biếu bố mẹ hai bên như thế nào cho đủ. Đối với mọi người nghĩ rằng là bao nhiêu cho đủ. Đối với Tâm An nghĩ rằng đôi khi chỉ cần một bữa cơm quây quần bên nhau. Đối với những người gia đình, những người mà xa gia đình như chúng ta, có thể là có những người họ không thể về quê ăn Tết được. Họ lấy chồng xa, họ không thể về bên bố mẹ của mình. Và họ bằng cách là họ có thể mừng tuổi bố mẹ vài triệu để ông bà tiêu Tết, ông bà mua sắm một chút gì đó để thắp hương cho tổ tiên. Nhưng mà lại có những người giống như trong trường hợp này. Đối với Tâm An thì chỉ cần một bữa cơm vui vẻ bên nhau, hai bên gia đình cùng chia sẻ những cái câu chuyện vui buồn trong suốt 1 năm qua. Mình đã làm được cái gì, mình có lỗi lầm gì, mình xin lỗi. Mình có những lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Bởi vì Tâm An thấy cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi. Ngày hôm nay có thể bên nhau, nhưng ngày mai biết đâu lại không thể ngồi bên nhau được nữa, không nhìn thấy mặt nhau được nữa. Bởi vậy, nên là sau khi lắng nghe cái tâm sự này, Tâm An cảm thấy có một cái gì đấy rất là khó có thể chấp nhận được từ phía người chồng. Bởi vì sao? Cái số tiền này là do chị ấy làm lụng vất vả ra, chứ không phải là số tiền của anh ấy. Không biết là anh ấy làm công việc gì, thu nhập có cao hay không, nhưng nếu như mà biếu 10 triệu hai bên gia đình, Tâm An cảm thấy với cái thu nhập như bây giờ, đó là một điều rất bình thường. Và cái tình hình năm nay nữa, dịch bệnh Covid như thế này, bố mẹ là đang ốm đau bệnh tật, 10 triệu nó không có cái gì là to tát. Nhưng cái mà nói, cái mà trách móc anh chồng này là bởi vì khi mà thống nhất, cô ấy có hỏi ý kiến của anh ấy rồi, là anh ơi, bây giờ mình biếu hai bên bố mẹ bao nhiêu tiền đây? Chứ có phải cô ấy là một người vợ không biết suy nghĩ đâu, đúng không ạ? Cô ấy hỏi rằng là em biếu bố mẹ 10 triệu có được hay không? Thì anh ấy đồng ý rồi. Anh ấy bảo rằng là tiền cô làm ra mà, thì cô muốn biếu bao nhiêu thì biếu. Vậy mà trong cái đêm tối hôm đó, anh ấy không biết vì tác động gì hay là bởi vì tính cách của anh ấy như vậy mà lại chạy sang nhà bố mẹ vợ của mình và đòi lại 5 triệu tiền mừng Tết như thế. Quý vị thấy có thật là đáng sợ không? Nếu như mình mà lấy một người chồng như vậy thực sự là rất là đáng sợ, đúng không ạ? Không biết rằng là lúc yêu nhau anh ấy có chi ly tính toán như vậy hay không? Hay trong cái quá trình yêu nhau quá vội vàng và hai người đến với nhau không tìm hiểu nhau rõ ràng mới xảy ra những chuyện như vậy. Và đây là một cái Tết, nó không phải là câu chuyện bình thường. Nó là một cái Tết để chúng ta có thể vui vầy, sum vầy bên nhau để đón một cái Tết vui vẻ. Chứ không phải là một cái Tết mà đè nặng về vấn đề biếu bố mẹ bao nhiêu tiền. Nếu như cả năm chả cho được đồng nào, bây giờ mỗi cái Tết thôi, về bên nhà vợ, chả về cùng, chả đi biếu cùng với vợ, lại còn sang đấy mà đòi tiền nữa. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, Tâm An lại cảm thấy rằng nếu như vì chuyện này mà nghĩ đến chuyện ly hôn, thì quý vị nghĩ rằng nó có quá đáng hay không? Có thể làm cách nào đó để cho anh chồng hiểu ra vấn đề và có thể
xây dựng lại tổ ấm này hay không? Thì có thể người vợ này trong câu chuyện này cần một sự bản lĩnh vô cùng là lớn. Tâm An cảm thấy nếu như vừa mới cưới được 1 năm rưỡi mà cuộc sống hôn nhân đã bế tắc như thế này rồi, vấn đề tiền nong lại chật vật như thế này, thì liệu rằng khi mà đứa bé ra đời, đứa bé trong bụng của bạn bây giờ mới 3 tháng tuổi, để đến lúc trong cái quá trình nó chào đời, nào là tiền bỉm, tiền sữa, tiền ăn uống các thứ, tiền cho con đi học, rồi lúc đó bạn không thể đi làm được nữa, bạn sinh con bạn ở nhà. Nói cái câu ăn bám thì nó hơi quá đáng một chút, nhưng mà lúc đó bạn không kiếm ra tiền, kinh tế không ổn định, thì liệu rằng lúc đó bạn có nghĩ đến người chồng của mình sẽ như thế nào hay không? Hay là mình hãy cho chồng mình một cơ hội đến cái lúc mình sinh con ra, mình nhìn vào anh ấy, rồi lúc đó mình ly hôn, liệu có quá muộn hay không? Hay là bây giờ ly hôn thì sẽ dễ dàng hơn? Đối với Tâm An thì Tâm An thấy người phụ nữ nào cũng có cái sự cam chịu. Thế nên Tâm An nghĩ rằng hãy ăn xong cái Tết này, hãy sinh con xong để xem anh ấy có thay đổi hay không. Hãy cho người ta một cơ hội để có thể thay đổi cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, để rồi sau đó hai người hãy ngồi thẳng thắn nói chuyện với nhau. Đừng có cãi vã, được không ạ? Tâm An thấy rằng nếu như trong một cuộc nói chuyện, người đàn ông có tính sĩ diện rất cao, nếu như mình to tiếng với anh ấy, mình cãi nhau tay đôi với anh ấy, thì chắc chắn người đàn ông đấy sẽ buông tay. Hãy ngồi lại với nhau, tỉ tê tâm sự với nhau rằng lúc đầu anh đồng ý là 10 triệu rồi, và số tiền này là em làm ra mà. Vậy thì bây giờ tại sao anh lại không đồng ý? Anh nói rõ cho em được không? Thì đó, hai người hãy ngồi lại với nhau, bàn luận với nhau một lý do chính đáng nhất để có thể có một cái Tết vui vẻ bên gia đình bố mẹ. Tâm An không nghĩ rằng là mọi chuyện nó lại khó khăn đến như vậy đối với cái số tiền mừng bố mẹ hai bên gia đình. Đối với Tâm An thì một người đã từng lập gia đình, và Tâm An thấy cái số tiền mừng tuổi bố mẹ là một cái sự thống nhất của hai vợ chồng đi đến thống nhất với nhau, và hai người sẽ cùng đi cùng với nhau đến chúc Tết bố mẹ. Mang đơn giản thôi, chỉ là một giỏ quà, một gói mứt, một ít chè, rượu vang, một cái gì đấy. Đúng là người Việt Nam mình luôn luôn có một cái tinh thần dân tộc rất là cao, và luôn luôn nhớ về tổ tiên của mình. Hãy thắp hương lên ông bà và mừng tuổi cho bố mẹ để sắm Tết. Những người mà đi làm xa như chúng ta, Tết không được về với bố mẹ thì số tiền 10 triệu nó chẳng đáng là bao nhiêu cả. Cái chúng ta cần đó chính là được ngồi cạnh bố mẹ, được ăn một bữa cơm với bố mẹ, được ôm bố mẹ, và luôn luôn mong rằng bố mẹ của mình có thật nhiều sức khỏe. Đó là cái điều mà chúng ta nên trân trọng, giữ ở trong tim, chứ không phải là những cái số tiền ít ỏi như vậy. Tâm An hy vọng rằng là những lời quý vị khán thính giả chia sẻ dưới video này sẽ giúp bạn có một cái tương lai với quyết định sáng suốt nhất cho cái Tết sau này. Tâm sự này thì chị ấy mới gửi tới cho Tâm An vào sáng ngày hôm nay thôi. Sáng ngày, và hy vọng rằng là quý vị sẽ có những cái điều gì đó tâm sự chia sẻ với chị ấy, để cho chị ấy có thể quyết định rằng cuộc hôn nhân của mình tiếp theo phải làm như thế nào. Hy vọng rằng chị gái của chúng ta sẽ tìm ra được một giải pháp đúng đắn nhất trong cuộc hôn nhân của chính mình. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong tâm sự ngày hôm nay. Một cái Tết hy vọng rằng là luôn luôn nở một nụ cười trên môi của chúng ta, gặp thật nhiều may mắn, kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng những người thân yêu của chúng ta nhé. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những tâm sự tiếp theo. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chúc mừng năm mới, chúc tất cả chúng ta luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.